Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Thanh Bãi Hà Nội. Và hôm nay thì em lại tiếp tục tổng hợp được thêm cho cả nhà 8 album đĩa gốc phát hành chính hãng bởi những trung tâm như là Làng Văn này, Ca Dao và Người Đẹp Bình Dương, tuyển chọn rất là nhiều những cái danh ca nổi tiếng của hải ngoại, gồm có Hương Lan này, Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền hay là Duy Khánh. Và các bác quan tâm album nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912906897 để em soạn đĩa cho mình nhá. À, shop em nhận ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và tất cả những chương trình ngày hôm nay thì đều là cái đĩa phát hành chính hãng tại hải ngoại, có tem của Làng Văn phía bên ngoài này và đồng thời là phôi bên trong là phôi chuẩn xịn của hãng luôn nhá. Em xin phép bắt đầu luôn với cái album có tên là Hương Lan Tuấn Vũ, album Ngại Ngùng, mình đang được nghe thử làm nhạc nền đấy ạ. Một cái chương trình rất là hay của cặp song ca này. Cả nhà xem thử clip bài giúp em nhé. Hiện tại thì mình đang được nghe thử ca khúc Người Tình của Hương Lan. Ngoài ra trong này còn có những cái bản song ca rất là hay như là Tàu Về Quê Hương này, Nếu Em Muốn Theo Anh Về của Hương Lan Tuấn Vũ này, hoặc là những ca khúc như là Ngại Ngùng của Tuấn Vũ, Bướm Trắng, Đưa Em, Duyên Tình và Nhạt Nắng đều có chất lượng âm thanh rất là tốt. Album từ những năm 90 cả nhà nhá. Chương trình tiếng hay và tuyển chọn. Và gần như là đây cũng là một cái album mà anh em rất là ưa thích mỗi khi mà nhắc đến cặp song ca Hương Lan Tuấn Vũ đây ạ. Bên trong đây là cái phôi chuẩn xịn chính hãng của Làng Văn. Còn ngoài ra các bác có thể mua cái phiên bản tái bản F1 có giá là 150. Còn hiện tại cái đây là cái phôi chính hãng thì có giá là 280 nhá. Đĩa chính hãng thì đương nhiên là chất lượng âm thanh nó là hoàn hảo nhất rồi. Còn cái phiên bản tái bản F1 thì nó sẽ không có cái phôi sọc như này, và cũng như là không có tem của Làng Văn bên ngoài, thì có giá vừa tiền hơn là 150 cả nhà nhá. Bên em vẫn cung cấp đầy đủ cả hai cái phiên bản để các bác có thể lựa chọn. Với cả là thường là những cái chương trình đĩa chính hãng này thì số lượng nó cũng không có nhiều, cho nên là các bác nhanh tay mua sớm giúp em nhé. Chương trình tiếp theo, ngày xưa em nói tuyển chọn 4 danh ca gồm có Duy Khánh này, Chế Linh, Hương Lan, Thanh Tuyền. Album này thì tiếng khá là tốt bởi vì có phần hòa âm bởi bác Lê Văn Thiện. Hầu hết là những cái album nào mà em để ý rồi, những cái album nào mà hay nhất của Làng Văn thì đều là có sự góp mặt của cái bác Lê Văn Thiện hòa âm phối khí cả. Tiếng rất là tốt này, bác chép sâu lắng, cả nhà có thể dùng để test loa thoải mái nhá. Trong này thì có Người Đầu Gió của Duy Khánh rất là hay, Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi của Hương Lan này, Tiếng Còi Trong Sương Đêm của Thanh Tuyền này, hay là Ngày Xưa Anh Nói của Chế Linh, rồi thì Gió Thuyền Mùa Thương, rồi thì Đêm Hỏa Châu, đều là những ca khúc nhạc vàng, nhạc xưa rất là kinh điển, phát hành chính hãng ở trung tâm Làng Văn. Ngày Xưa Em Nói cả nhà nhá, 4 danh ca nổi tiếng cùng góp mặt trong một cái album. Đây là cái phôi sọc chuẩn của Làng Văn đây, có in tên album ở bên trong. Cái chương trình này thì hiện tại không có F1 đâu, cho nên cả nhà bắt buộc là mình muốn chơi thì mình mua đĩa gốc như này nhá. 280 cả nhà nhá, đồng giá tất cả những chương trình ngày hôm nay đều là 280.000 một đĩa. Thực tế thì các cái album mà chủ đề thì còn rất là nhiều, nhưng mà phần lớn những cái clip mà em đăng lên YouTube sẽ là những cái chương trình mà em đã nghe thử này và em cảm thấy chất lượng âm thanh tốt nhất thì em mới dám tổng hợp để đăng lên thôi. Còn ngoài ra bác nào mà thích tham khảo thêm những ca sĩ khác và những chủ đề khác thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em để em gửi ảnh thêm cho mình chọn. Chẳng hạn là các bác có thể nhắn tin qua cái số điện thoại phía dưới màn hình này và bảo rằng là cho anh xem ảnh của những cái album acoustic nào hay, hoặc là những cái chương trình hay của Chế Linh này, của Tuấn Vũ hay là của Như Quỳnh các thứ, thì em sẽ gửi ảnh toàn bộ cho mình chọn thêm nhé. Chương trình tiếp theo chắc là không còn xa lạ gì đối với những anh em chơi audio, đó là Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ, album Chế Linh Đặc Biệt phát hành bởi trung tâm Người Đẹp Bình Dương, đĩa chính hãng có tem ở phía bên ngoài này và bên trong là phôi sọc chuẩn các bác nhé. Toàn là những ca khúc gắn liền với giọng ca của Chế Linh rồi, rất là Mùi Mẫn, 10 Năm Tình Cũ này, Giọt Lệ Sầu này, Một Lần Cuối này, Sao Đành Xa Anh này, Tình Phụ, Thành Phố Mưa Bay, và đặc biệt là ca khúc Tình Chết Theo Mùa Đông. Tiếng rất là tốt cả bạn các bác nhá. Chương trình này thì chắc là em không cần giới thiệu nhiều đâu, bởi vì là kể cả cái phiên bản F1 loại 150 hay là đĩa gốc thì em đều bán rất là chạy. Tiếng hay này, và đồng thời là một trong những cái album nổi tiếng nhất mỗi khi mà nhắc đến danh ca Chế Linh. 280 cả nhà nhá, số lượng có hạn thôi, không có nhiều đâu ạ. Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ vôn 1. Ngoài ra thì em còn đang có sẵn cả Hát Cho Người Tình Phụ vôn 2, vôn 3 nữa. Bác nào quan tâm thì có thể nhắn tin qua Zalo để em gửi thêm cho mình nhá. Chương trình tiếp theo rất là nổi tiếng nữa, đó là Tình Bơ Vơ của Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Trước đây thì em chỉ có cái phôi F1 thôi, loại 150 thôi, nhưng bây giờ thì em đã săn được một số lượng những chương trình đĩa chính hãng như này, thì cái bìa bên ngoài cầm lên đã rất là đẹp rồi, cả nhà nhìn thì nó óng ánh hơn không, sắc màu hơn chưa, có tem chính hãng này và đồng thời là phôi bên trong cũng là phôi chuẩn xịn, các bác cứ yên tâm về chất lượng nhá.
Nếu ai có hỏi của Thanh Tuyền bài hát này cho em của Tuấn Vũ, hay là song ca Tình Bơ Vơ, song ca Lời Cuối Cho Em, những ca khúc cực kỳ là hay. Phòng thu là Trung Tâm Asia này, hòa âm bởi Trần Ngọc Sơn, phát hành bởi Trung Tâm Băng Nhạc Thúy Anh tại hải ngoại. Chương trình có giá là 280 cả nhà nhá, tiếng rất là tốt luôn đấy ạ. Các bác cứ yên tâm đi, bởi vì là những cái chương trình nào mà em đã tổng hợp vào trong những clip này thì đều là những cái album mà em thấy là khách mua nhiều này, và cũng như là em đã nghe thử thấy chất lượng âm thanh tốt thì em mới dám quảng cáo. Còn những cái chương trình nào mà chất lượng âm thanh nó chưa đạt được những sự ấn tượng thì em cũng chỉ chụp ảnh qua loa thôi, em đăng trên Zalo thôi, chứ em không tổng hợp vào clip như này đâu nhá. Tình Bơ Vơ, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, địa gốc 280, F1 thì có giá 150 cả nhà nhá. Phía dưới đây còn 4 album nữa, và hiện tại thì mình đang được nghe thử ca khúc nào cả nhà đoán được không nhỉ? Chính là Tâm Sự Với Anh trong cái album cùng tên. Chương trình có giá là 280 cả nhà nhá. Trong ngày thì ngoài cái ca khúc đầu tiên nghe rất là ấn tượng ra thì còn có Thành Phố Sau Lưng này, Chiều Cuối Tuần này, Mưa Nửa Đêm, một cái sáng tác rất là hay của Trúc Phương, và Chuyện Chúng Mình cũng thế, đều là những ca khúc phải nói là Tuấn Vũ đã thể hiện rất là thành công tại hải ngoại rồi. Album một lần nữa được hòa âm bởi Lê Văn Thiện này, phát hành bởi Trung Tâm Ca Dao. Tiếng không có gì để chê luôn đấy ạ. Đây là một trong những cái album có thể coi là xuất sắc nhất của Tuấn Vũ. Bên cạnh những cái tuyệt phẩm Tuấn Vũ này, hay là Tuấn Vũ Mưa Nửa Đêm, Tuấn Vũ Hoa Biển các thứ, thì đây là một cái album mà anh em hỏi mua cũng rất là nhiều. Chương trình đồng giá là 280 cả nhà nhá, đĩa chính hãng. Một cặp song ca nữa cũng rất là được anh em quan tâm, đó là Chế Linh Thanh Tuyền. Album này có tên là Áo Cưới Màu Hoa Cà. Đây là cái phiên bản đĩa 280, còn ngoài ra các bác có thể mua loại 150 em cũng có nhá. 150 thì nó sẽ không có tem phía bên ngoài, và đồng thời là cái phôi bên trong cũng không có phôi sọc đâu. Gió Lạnh Đêm Hè này, Áo Cưới Màu Hoa Cà, Trăng Rụng Xuống Cầu, Nụ Cười Trong Mắt Em, Bông Hồng Cài Áo, Nhịp Cầu Tri Âm, Giọng Ca Dĩ Vãng, hay là Tình Đêm Liên Hoan, phát hành bởi Trung Tâm Làng Văn, album rất là xưa rồi, từ những năm em nhớ không nhầm là 89-90 đã có cái album này. Mình xem từ cái phôi đĩa có đẹp không nhá. Toàn bộ là đĩa mới các bác nhá, chưa sử dụng đâu ạ. Phôi sọc chuẩn này, 280, chương trình tiếng tốt nhá. Album bên này lại là của Tuấn Vũ với chương trình là Những Đồi Hoa Sim, cũng chắc là không còn xa lạ gì với anh em audio, bởi vì cái tiếng trong cái album này cái chất lượng âm thanh khá là tốt và cũng là được nhiều bác thử dàn máy âm thanh. Những Đồi Hoa Sim, những ca khúc trong này thì có Người Về Đơn Vị Mới nữa này, Anh Không Chết Đâu Em, Bài Ca Kỷ Niệm, Chuyến Đi Về Sáng, Ngày Đó Xa Rồi, Tạ Từ Trong Đêm, hay là Giữa Lòng Đất Mẹ và Tình Hậu Phương. Cái bài này rất là hay. Chương trình phát hành từ những năm 91 này. Mình xem thử cái phôi giúp em nhá, 280 nhá. Đĩa này thì có cả phiên bản F1 cũng đang có sẵn hàng loại 150, thì tùy theo cái nhu cầu của mình thôi. Bởi vì là nhiều khi mà với những chương trình đĩa gốc mà nó ngừng phát hành rồi ấy, thì em cũng chỉ có thể là bán F1 thôi. Còn đĩa gốc như này thì thỉnh thoảng nó về theo số lượng thôi, cho nên không phải lúc nào có sẵn. Các bác nào mà thấy cái tin hàng về thì cứ nhanh tay mua sớm giúp em nhá. Bởi vì dù sao thì mình đã đầu tư rất là nhiều tiền chơi dàn âm thanh rồi, những cái đầu đĩa CD cao cấp rồi, thì không tội gì tiếc tiền mà mua những chương trình đĩa CD có chất lượng cao cả, để mình nghe chất lượng âm thanh nó không chỉ tốt đâu, mà kể cả cái phôi của nó cũng dùng rất là bền các bác nhá. Em đã thử nghiệm với cả đĩa phono hồi xưa em bán. Phono có 30-40 mình in từ máy tính ra, nhưng mà thực sự là cái chất lượng nó rất là kém. Cho vào nhiều cái dàn nó còn không nhận cái đĩa phono luôn ấy. Và kể cả để một thời gian dài là cái chương trình phono tự không hiểu tại sao là chương trình nó cũng tự biến mất luôn. Em cũng không biết tại sao cái chương trình đĩa chép nó lại bị như thế, những cái chương trình đĩa rẻ ấy. Nhưng mà riêng với cái đĩa chính hãng hoặc là những cái chương trình phôi đúc lòng trắng loại tái bản F1 thì cái phôi của nó kể cả về sức băm sức bổ nó vẫn đọc cực kỳ là ngon lành. Thì đấy là một cái điều anh em rất là khoái khi mà chơi những chương trình đĩa chất lượng cao ở bên em. Chương trình cuối cùng để em kết thúc clip ngày hôm nay, đó là Chế Linh Ngày Ấy Mình Yêu Nhau, phát hành của Trung Tâm Làng Văn nhá. Cái album này hình như là một lần em cũng đã giới thiệu cái phiên bản F1 ở trong cái số tổng hợp những 7 album hay nhất của Chế Linh rồi. Còn hiện tại thì em đã săn được cái chương trình đĩa chính hãng với những cái ca khúc như là Giọt Lệ Đài Trang này, Tổng Nhận Cưới này, Thư Về Em Gái Thành Đô, Tình Em Biển Rộng Sông Dài, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau và Nếu Đời Không Có Anh, song ca với cả Giao Linh. Album tiếng khá là tốt cả nhà nhá. Cái phôi đĩa bên trong nhìn nó khác hẳn so với cái phiên bản F1 của em đang có luôn.
Rồi ok, vậy là hôm nay em đã quay cho cả nhà một bộ sưu tập gồm có 8 album đĩa chính hãng đồng giá 280 rồi. Các bác quan tâm album nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912 906 897 để em soạn đĩa cho mình. Bên em ship số D từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cả nhà vui lòng nhắn đúng tên album này và tên ca sĩ, hoặc là chụp ảnh lại màn hình những cái đĩa mà mình thích rồi gửi ảnh qua Zalo thì em sẽ soạn đĩa chính xác cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo ạ.